Theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ mới ban hành được thực hiện từ đầu năm 2020 này, đối với lái xe máy sử dụng ô tức dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính sẽ bị xử phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với lái xe máy sử dụng ô dù, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính sẽ bị xử phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nghị định 46 trước đây là 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Còn đối với trường hợp người điều khiển xe dùng một tay để sử dụng điện thoại sẽ chịu phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Như vậy là nếu như trường hợp người tham gia giao thông đều mắc cả hai lỗi trên, khi vừa đeo tai nghe vừa dùng điện thoại sẽ phải chịu mức phạt khoảng trên dưới 2 triệu đồng và nặng nhất là 3 triệu đồng. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông thì tổng số sản phẩm an toàn an ninh mạng nội địa đã tăng từ 15 sản phẩm năm 2017 lên 22 sản phẩm vào năm 2018 và đến nay thì con số này đã là 52 sản phẩm. Đáng chú ý hơn, trong 6 sản phẩm phòng chống phần mềm độc hại được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá và công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sử dụng trong cơ quan tổ chức nhà nước thì có đến 4 sản phẩm do doanh nghiệp trong nước hoàn toàn làm chủ công nghệ. Tuy nhiên, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng chỉ rõ một trong những mặt tồn tại hạn chế của lĩnh vực an toàn an ninh mạng Việt Nam hiện nay, đó chính là thị trường sản phẩm dịch vụ an toàn an ninh mạng còn chưa tương xứng, hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin của Việt Nam còn thiếu và trùng lấp. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2020, sản phẩm an toàn an ninh mạng của Việt Nam sẽ đáp ứng đầy đủ một hệ sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng. Phấn đấu đến năm 2025, sản phẩm an toàn an ninh mạng của Việt Nam chiếm trên 75% thị trường trong nước và xuất khẩu ra các nước trong khu vực.